không bao giờ quá muộn để trở thành những gì bạn muốn trở thành trong cuộc đời của mình hãy làm điều gì đó hôm nay để cuộc đời bạn trở nên tốt đẹp hơn tất cả mọi thứ đều có thể thực hiện nếu bạn tin tưởng và nỗ lực hết mình hãy học hỏi từ những sai lầm của mình để bạn có thể tiến xa hơn trong cuộc sống sự thành công không phải là điều tự nhiên mà đó là sự kết hợp của sự chuẩn bị chăm chỉ và học hỏi từ thất bại hãy sống hết mình mỗi ngày vì mỗi ngày đều là món quà không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình hãy luôn tin rằng bạn có thể đạt được chúng hãy tập trung vào những điều tích cực và hạnh phúc sẽ đến với bạn đừng lo lắng về những gì bạn không có hãy tập trung vào những gì bạn đã có hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình để có được trải nghiệm và học hỏi thêm nhiều điều mới sự thành công đến từ việc không bao giờ từ bỏ hãy tận dụng mọi cơ hội để phát triển bản thân và đạt được những mục tiêu của mình không bao giờ để cho những khó khăn trong cuộc sống khiến bạn bỏ cuộc hãy sống với đam mê hãy làm điều mà bạn yêu thích và đam mê hãy tập trung vào những điều tích cực và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn đừng để cho những người nói xấu bạn khiến bạn mất tự tin hãy luôn tin tưởng vào chính mình hãy tưởng tượng và hình dung mình đang sống trong cuộc sống mà bạn muốn không có gì là không thể chỉ có những điều cần nỗ lực và thời gian để đạt được hãy sống hết mình mỗi ngày hãy đặt mục tiêu và nỗ lực để đạt được chúng